Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học về uh, uh, một cái bài nghe giữa Kim và Max. Thì câu chuyện này nó yêu cầu chúng ta luyện tập điền từ uh, was, were và wasn't và weren't. Rồi là couldn't. Ta sẽ có từ couldn't là uh, từ uh, không thể thực hiện một cái gì đó. Couldn't là quá khứ của can và couldn't chính là cannot ở quá khứ. Thì chúng ta sẽ điền thì quá khứ đơn ở đây thôi. Ở đây Kim hỏi you at Chanos party. Bạn có ở cái bữa tiệc của Chanos không? Last Saturday đây vào cái thứ bảy tuần trước. Yes, có chứ đúng không? Ai gì đó. I was. Các bạn điền từ vào chỗ trống. Thì chúng ta sẽ hỏi là nó có tốt hay không? Thì ta điền was was nó nó thôi đúng không ạ? good nó có tốt hay không? Well, is uh, cái gì đó ok. Thì sau đó là uh, có bao nhiêu người ở đó? There are many people. Rồi là is there. Hỏi là có nhiều người ở đó không? Có nhiều người ở đó không? Thì trả lời là có rất là nhiều người. There was, there wasn't. <laughs> there was, đúng không? Sau đó lại hỏi là Henry there. Henry có ở đó không? Đấy. Thì no, see uh, cái gì đó. No, he couldn't. No, he couldn't hoặc là he wasn't. không? Oh. như không đến à, bạn không đến tại sao bạn không ở đâu uh, I couldn't go because yeah, tôi không thể đi bởi vì tôi bởi vì tôi phải đến cái bữa tiệc của Max it was brilliant brilliant nó có nghĩa là rực rỡ hay là tươi sáng hay tốt đẹp hay là kiểu như là tươi sáng hay là sáng láng, hay là rực rỡ, hay là đẹp đẽ, hay là rất là mới mẻ, hay là những cái từ tương tự như vậy, nó nói về cái từ tươi sáng. Nó về cái từ tươi sáng, rực rỡ, nhiều ánh sáng, nhiều màu sắc. Uh, brilliant. Brilliant. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cái đoạn nội thoại này nhé. Were you at Charlotte's party last Saturday? Yes, I was. Was it good? Well, It was okay. Were there many people? Yes, there were. Was Henry there? No, he wasn't. And where were you? Why weren't you there? Oh, I couldn't go because I was at Mark's party. <laughs> it was brilliant. Were you at Charlotte's party last Saturday? Yes, I was. Was it good? Well, it was okay. Were there many people? Yes, there were. Was Henry there? No, he wasn't. And where were you? Why weren't you there? Oh, I couldn't go because I was at Mark's party. <laughs> it was brilliant. Were you at Charlotte's party last Saturday? Yes, I was. Was it good? Well, it was okay. Were there many people? Yes, there were. Was Henry there? No, he wasn't. And where were you? Why weren't you there? Oh, I couldn't go because I was at Mark's party. <laughs> it was brilliant.